Chào các bạn. Thưa các bạn, là nếu như chúng ta search ngay một cái từ là gian lận báo cáo tài chính thì chúng ta được Google trả về cho 320 triệu kết quả về những cái gian lận về báo cáo tài chính. Và thưa với quý vị và các bạn, là khi mà những cái hoạt động của kinh tế vĩ mô của các doanh nghiệp hoạt động khá là bình thường, cũng như là hoạt động không có những cái khúc mắc và không gặp nhiều những cái khó khăn, thì cái gian lận trong báo cáo tài chính có thể sẽ ít hơn, có thể chỉ xuất hiện hy hữu ở một vài doanh nghiệp và một vài ông chủ doanh nghiệp có cái gọi là cái sự không được minh bạch, không được có cái tâm với cái việc lãnh đạo của mình thì mới phát sinh những cái gian lận để có thể hòng là lấp liếm, để có thể hòng là che đậy, hay là sẽ làm một cái điều gì đó ám muội và xấu xa. Tuy vậy thì khi mà nền kinh tế có những cái dấu hiệu của sự khó khăn hơn, khi mà các doanh nghiệp gặp nhiều cái rào cản về cạnh tranh hơn, gặp nhiều những cái khó khăn trong các cái hoạt động kinh doanh gia tăng thị phần hơn, và đặc biệt hơn nữa thì khi mà giá cổ phiếu trên thị trường của một vài doanh nghiệp, của một số các cái ngành nghề gặp những cái khó khăn nhất định, thì bắt đầu từ đây các gian lận trong báo cáo tài chính bắt đầu xuất hiện. Cũng giống như có một câu nói rất là kinh điển của nhiều anh chị em và các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn hay nói, đó là chỉ khi thủy triều rút mới biết ai đang ở chuồng. Và trong cái loạt video chia sẻ về sai sót và những cái gian lận trong báo cáo tài chính, những gian lận, những sai sót trong báo cáo tài chính, thì chúng tôi sẽ bắt đầu lần mò và tìm kiếm những cái gian lận, những cái chứng minh, những cái minh chứng để có thể làm cùng với anh chị em và các bạn làm rõ hơn trong cái việc là làm sao có thể tìm ra được những cái gian lận, tìm ra được những cái gọi là điều lật lọng trong các báo cáo tài chính mà anh chị em và các bạn thông thường vẫn hay đọc. Điểm đầu tiên mà chúng tôi tìm kiếm và search trên Google thì Google trả về cái khái niệm gian lận được cập nhật như sau. Gian lận là hành vi cố ý lừa dối, giấu giếm hay là xuyên tạc sự thật với mục đích là tư lợi. Gian lận thường mang lợi ích cho người thực hiện gian lận. Khi cá nhân thực hiện gian lận, lợi ích có thể trực tiếp như tiền hay tài sản, hay lợi ích có thể là gián tiếp có ảnh hưởng nào đó, ví dụ như là tăng quyền lực, ví dụ như là sự đền ơn, hay đó là tiền thưởng. Khi các tổ chức, thường là nhân viên hành động trên tư cách tổ chức, thực hiện gian lận thì lợi ích thu được thường là trực tiếp dưới hình thức thu nhập của doanh nghiệp tăng lên hoặc giấu đi những thông tin xấu để thiệt hại về mặt vật chất ít hơn. Và hai cái điểm này trong cái hoạt động báo cáo của các doanh nghiệp mà đã có việc lên sàn thì nó sẽ dẫn đến những cái tác động nhất định tới cái hành vi giá và cái xu hướng của giá cổ phiếu. Đây là những cái thứ mà các doanh nghiệp và một số ông chủ hoặc là một số các cái tổ chức cá nhân vẫn cố tình làm để gây tác động ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trong cái việc đầu tư cũng như là việc gọi là thúc đẩy xu hướng mới của cổ phiếu. Và đối với tài chính, kế toán và kiểm toán, gian lận thường là sự trình bày sai lệch có chủ đích các thông tin trên báo cáo tài chính hoặc cố ý sử dụng sai mục đích tài sản của doanh nghiệp do một hoặc nhiều người trong ban giám đốc, nhân viên hoặc bên thứ ba khác thực hiện. Tức là có thể là sẽ do một cái bên nào đó được thuê ngoài thực hiện. Gian lận là một hành vi tinh vi, có tính trọng yếu và thường có 3 giai đoạn. Chúng ta phải bắt đầu từ câu chuyện là bao nhiêu giai đoạn hình thành. Nó giống như là trong cái việc mà các cái dấu hiệu hình thành tội phạm, tức là chuẩn bị này, công cụ dụng cụ này, rồi thực hành là đi tới cái nơi để gây án này, rồi bắt đầu mới gây án. Thì ở đây nó sẽ có cái hình thành ý đồ gian lận. Gian lận nó y như là cái việc mà chuẩn bị công cụ dụng cụ để đi gây án ấy, là phải có hình thành ý đồ gian lận. Mục đích là gì? Và cái việc thứ hai sẽ là thực hiện hành vi gian lận. Thực hiện hành vi gian lận để đạt được cái mục đích của các cái công ty, của các cái tổ chức, của các cái cá nhân và cần. Cái điểm thứ ba nó là sau khi thực hành gian lận xong thì sẽ đến cái đoạn là che giấu cái hành vi gian lận đó.
Thì như vậy chúng ta sẽ không khó, không tức là sẽ rất dễ để có thể nhận ra những cái việc mà các cái doanh nghiệp gian lận, chỉ là chúng ta có để ý và lưu tâm hay không thôi. Đúng không anh chị em và các bạn? Như vậy là khi mà chúng ta đã bắt đầu có những suy nghĩ lưu tâm tới cái việc là liệu cái doanh nghiệp của chúng ta đầu tư có dùng một số cái biện pháp nào đó để gian lận hay không, thì chúng ta cần phải kiểm tra và dùng một số cái phương pháp, cái cách thức để kiểm tra lại xem liệu những cái thứ chúng ta đọc được, những cái thứ chúng ta đang biết, đang nắm về doanh thu, về lợi nhuận, về các cái hàng tồn kho cũng như là những cái vấn đề trong báo cáo tài chính mà chúng ta đọc, thì liệu có cái gì đó nó không đúng hay không? Liệu có cái thứ gì đó nó đang lừa ta hay không? Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải biết được rằng là theo cái việc mà những cái lý thuyết cũng như là những cái thực tế đã diễn ra thì có bao nhiêu cái hình thức gian lận. Thì thông thường thì có rất nhiều cái phương pháp cũng như cái cách thức và cái hình thức để gian lận trên cái báo cáo tài chính. Tuy vậy thì sẽ được chia làm một vài loại như sau. Cái loại thứ nhất đó là gian lận trên báo cáo tài chính, tức là sử dụng các cái biện pháp của cái câu chuyện là bút toán, sửa đổi, sửa giấy tờ, chứng từ và sửa các cái con số trên báo cáo tài chính. Và cái hình thức thứ hai đó chính là họ sẽ sử dụng thực tế, tức là sử dụng sai mục đích của tài sản, sử dụng gọi là mua qua bán lại các loại tài sản, hoặc là đưa cái bút toán, đưa cái chứng nhận ghi sổ, cái giấy tờ ghi sổ đưa vào sổ sách sai cái mục đích, sai cái vị trí, không đúng cái chỗ để được đưa vào theo cái luật gọi là kế toán kiểm toán của Việt Nam. Và cái việc mà khi mà gian lận mà sử dụng cái mà gọi là mục đích của tài sản ấy, thì gian lận này thường được thực hiện bởi nhân viên trong công ty ghi nhận sau số liệu trên hệ thống kế toán để biến thủ tài sản và có mục đích là sai cá nhân. Lấy ví dụ như là có một số cái gian lận gần đây liên quan đến cá nhân của một số nhân viên ngân hàng, tức là khách hàng đến gửi tiền vào ngân hàng nhưng mà nhân viên ngân hàng thì chậm trong cái câu chuyện là đăng cái thông tin của cuốn sổ tiết kiệm đó lên hệ thống quản lý của ngân hàng ở trung tâm và chuyển cái dữ liệu đó về cho cái trung tâm thống kê dữ liệu của ngân hàng tổng, tức là gọi là của hội sở, dẫn đến cái câu chuyện là khách hàng thì đinh ninh rằng là mình đã gửi tiền nhưng còn nhân viên thì vẫn chưa đăng sự số liệu lên và sử dụng cái số tiền khách hàng gửi đó sai cái mục đích là nhập vào cái dòng tiền của ngân hàng và đem để sử dụng cái mục đích cá nhân khác. Thì đó cũng là một cái ví dụ rất là điển hình trong cái câu chuyện là sử dụng sai mục đích. Và khi sử dụng sai mục đích như vậy thì có thể người nhân viên hoặc là một số cái doanh nghiệp còn sử dụng cái biện pháp ví dụ như là ghi khống chi phí tiền lương, tạo cái nhân viên ảo để biến thủ tiền lương được thực hiện bởi nhóm người lao động gồm có kế toán, thủ quỹ và giám đốc. Cái này thì nó sẽ có thể sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề là làm sai trên cái báo cáo bằng việc là khai khống cái tiền lương để nâng cái chi phí của doanh nghiệp lên, hòng là che đậy cái lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp trong cái báo cáo sổ sách, trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta cũng cần phải lưu ý cái điểm mà gian lận trên báo cáo tài chính. Thì cái loại hình cái loại gian lận này thì nó cũng khá là phổ biến, là cái loại hình gian lận bắt nguồn từ việc làm đẹp cái báo cáo tài chính để báo cáo lên thị trường chứng khoán. Mục đích là gì? Là làm cho cái lợi nhuận của cái công ty nó tăng lên, hoặc là doanh thu nó đẹp hơn, tốc độ tăng trưởng nó tốt hơn. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là họ sẽ ghi tăng lợi nhuận để tăng cái điểm sinh lợi tín dụng của nhà đầu tư. Đấy, chính xác là thường thường là như thế. Hoặc là họ có thể hoạch toán trước cái phần lợi nhuận mà chưa được hoạch toán, hoặc họ có thể điều chỉnh giảm thiểu chi phí, giấu chi phí, hoặc có thể để chi phí vào quý sau để làm đẹp cái báo cáo tài chính trong cái quý trước. Thì đó là một vài cái hình thức mà gian lận để chúng ta có thể nhìn thấy qua. Và chúng ta trong những video tiếp theo thì chúng tôi sẽ làm rõ với quý anh chị em và các bạn tất cả lần lượt từng phần của cái câu chuyện gian lận, từ cái việc là
gian lận trên doanh thu thì cách nào, làm như thế nào và nó thường hay ở những cái doanh nghiệp, cái loại hình doanh nghiệp nào? Rồi gian lận trên hàng tồn kho thì nó hay xuất hiện ở những báo cáo của các doanh nghiệp nào, và có những cái ví dụ cụ thể hơn một chút để anh chị em và các bạn có thể hiểu được thêm, hoặc là chúng ta có thể thấy là cái cách làm sao để có là gian lận trong cái vốn 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 hóa chi phí, rồi gian lận trên cái tài sản cố định, các cái gian lận vào trong các cái khoản đầu tư, rồi gian lận bằng việc giấu bớt các cái khoản nợ, rồi gian lận sử dụng tài sản không đúng mục đích, và rất rất nhiều các cái tình huống gian lận thực tế mà chúng ta sẽ đi tới những cái ví dụ điển hình trên thế giới cũng như là một vài cái gợi ý ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta có một cái luật quy định về việc nói xấu doanh nghiệp và dọn làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ rất hạn chế nói về những cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy vậy thì chúng tôi hoàn toàn có thể gọi là nêu ra một vài cái doanh nghiệp AB nào đó mà nếu anh chị và các bạn thực sự quan tâm thì có thể để lại mail trên từng cái video sắp tới để chúng tôi có thể gửi cái danh sách những cái doanh nghiệp mà anh chị có thể sử dụng để làm cái ví dụ để tìm hiểu xem có thực tế là nó có những cái gian lận đó hay không, và chúng ta sẽ cùng cùng nghe, cùng bàn luận và cùng tham khảo với Thắng ơi. Tiện thể video này thì chúng tôi cũng xin được gửi tới anh chị em và các bạn là kênh Tự Doanh Chứng Khoán thì chính thức đổi tên thành kênh Thắng ơi. Thắng ơi ở đây thì có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, Thắng ơi tức là cái tên của ông admin của cái kênh này. Thứ hai nữa, Thắng ơi tức là một cái động từ giống như là cái lời than tìm kiếm cái chiến thắng trên thị trường, chiến thắng trong đầu tư của rất nhiều những nhà đầu tư trong cái thời gian vừa qua vẫn còn đang gặp những cái tình trạng ví dụ như là thua lỗ hoặc là chưa tìm được cái điểm hòa vốn trong cái quá trình đầu tư. Thì mục đích của từ Thắng ơi em ở đâu, Thắng ơi bạn ở đâu, thì chúng ta cũng như là tất cả những nhà đầu tư tham gia cái lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và tất cả những cái vấn đề liên quan đến đầu tư đều mong muốn cái chiến thắng trên thị trường, và chúng tôi mong rằng những cái lời nhắc nhở của cái tên cái tựa đề của kênh Thắng ơi sẽ đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn luôn thận trọng trong quá trình đầu tư cũng như cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề trong quá trình được đầu tư. Và để có thể nghe tiếp được cái loạt video về gian lận báo cáo tài chính, vui lòng quý anh chị em và các bạn có thể xem qua lại những cái lý thuyết cơ bản về doanh thu, về lợi nhuận và một số cái phương pháp để đọc các báo cáo tài chính. Chúng tôi nếu có thời gian sẽ làm những video gọi là hướng dẫn và chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái lĩnh vực này nó chi tiết hơn. Tuy vậy, để có thể đem lại cái hữu ích ngay cho những quý anh chị em và các bạn thì chúng ta đi ngay vào những vấn đề phức tạp liên quan tới những cái gian lận, thì từ đó chúng ta cũng có phần nào nhìn nhận được và phương pháp cách đọc các cái báo cáo này và nhìn như thế nào trên thực tế, thì hâm mong rằng là nhận được sự ủng hộ của quý anh chị em và các bạn cho cái loạt chương trình này bằng những cái like ủng hộ, thúc đẩy tinh thần chia sẻ và để lại những cái bình luận gọi là ủng hộ hoặc là ok hoặc là những cái bình luận gọi là động viên để chúng tôi có thể liên tục cái chương trình này trong một khoảng thời gian dài trong thời gian sắp tới. Kính mong quý anh chị em và các bạn thu gặt được những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm từ những cái chia sẻ của nhóm chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong cái chương trình tiếp theo, phần đầu tiên của gian lận báo cáo tài chính.